Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô máy câu nhặt bãi. Mình xin giới thiệu các bạn, giá là mình báo trên video. Giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây là mình xin giới thiệu con máy đầu tiên này nha các bạn. Con số 1 này là một con long cat nha. Con này có size là size 2000 nha. Cước số 2 là 110m này. Lăn sáng bóng nha. Con này là của hãng Korea, Hàn Quốc này nha. Đó. Màu xanh. Con này màu rất là đẹp nha. Tay quay là tay quay gập nha. Đó. Tay quay kim loại. Toàn thân là bằng carbon. Máy còn khá là mới đẹp này nha. Ratio là 4.3. Cước màu xanh này. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Gà cước tốt này. Máy quay này nha, rất là mượt, chốt chặn. Con số 1 này có giá là 180k nha. Số 1 180k. Tiếp theo là mẹ số 2. Số 2 này là một con Siuta này. Siuta FT40B. Con này là của hãng Korea. Lăn sáng bóng nha. Gà cước tốt này. Con này là máy sóng, lưỡi gà tốt này. Ratio là 4.6. Size máy là size 2500 nha. Cước 2.5 là 170m này. 2500 gần 3000 đó. Tay quay là thay đổi trái phải, cũng còn khá là mới đẹp này nha. Đó. Máy quay. Quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Số 2 này có giá là 180k. Số 2 nha, 180k. Khá là đẹp. Tiếp theo là con số 3. Số 3 này thì mình có một con Suyumi này. Suyumi là của Hàn Quốc nha. Con này thì nó lại không in tem này. Đó. Suyumi Hàn Quốc nhưng nó không in tem nha. Đó. Ratio là 5.5 nha. Ratio 5.5. Có kim loại luôn này. Con này là size 2000 nha. Cước 0.2 là 230m này, cước 0.25 là 2. Cước 0.25 là 150m, size 2000-2500 nha. Máy quay này. Rất là mượt nha. Có kim loại luôn, lăn sáng bóng, gà cước tốt nha. Máy sóng này, lưỡi gà tốt. Ngoại hình của máy. Ngoại hình cũng còn khá đẹp này. Đó. Máy quay này. Rất là mượt nha. Con số 3 này có giá là 150k. 3150k. Rồi. Tiếp theo là con số 4. Số 4 này là một con máy Human này, Human. Con này là của Japan nha. Japan này đó. Made in Japan. Toàn thân là bằng nhôm. Nhôm màu xanh như thế này nha, có kim loại, tay quay kim loại luôn. Vặn xuống là gặp tay quay nha, đó vặn xuống này gặp tay quay. Vặn lên này, nó sử dụng. Đó, toàn thân là bằng nhôm này, đó. Human, thay đổi tay quay trái phải, lăn sáng bóng nha. Size máy là size 6000, cước số 6 là 170m. Cối này nha, nó có bị oxy hóa này. Cước màu trắng nha. Tem nắp cối này. Lăn sáng bóng nha, đó, lăn rất là sáng luôn. Gạt cước tốt này. Máy quay này. Quay rất là mượt nha. Chốt chặn này. Mấy con này là câu biển rồi này. Đó, rất là khỏe. Toàn thân là có kim loại. Con số 4 này có giá là 400k. 400k số 4. Tiếp theo là con số 5. Số 5 này là mình có một con máy Daiwa nha. Daiwa Spinter. Đó, Daiwa này. Con này là của Daiwa Taiwan này nha, Daiwa Taiwan. Size là size 2000 nha. Cước màu cam, lăn sáng bóng này, đó. Gà cước tốt. Máy sóng này nha, lưỡi gà tốt. Tay quay kim loại, toàn thân là carbon. Thay đổi trái phải nha. Máy quay rất là mượt, chốt chặn này. Số 5 này có giá là 180k. Số 5 180k. Tiếp theo là số 6. Số 6 này là một con long cat. Con này là của Hàn Quốc nha, Korea. Những dòng này cũng rất là khỏe này. Máy sóng, lưỡi gà tốt này nha. Size là size 2000. Cước 2 là 110m, cước 3 là 75m nha. Đó, ngoại hình khá là mới nha. Máy quay này. Rất là mượt nha, chốt chặn. Số 6 này có giá là 180k. Số 6 180k. Tiếp theo là số 7.
Số 7 này là một con Korea luôn nha, Top Spin. Hãng Korea này. Màu tím nha, màu tím hồng hồng. Tay quay là kim loại, thân là bằng carbon. Lăn sáng, size là size 22.000 nha. Gà cước tốt này. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Cước số 2 là 130m, cước số 3 là 80m này. Cước ratio là 5.4. Ngọ hành nha. Đó. Máy quay này. Rất là mượt nha. Chốt chặn. Chốt chặn này. À, con này bị chặt chốt chặn rồi. Đó. Này đó mà chỉnh lại nha. Máy quay này. Con số 7 này có giá là 180k. Tiếp theo là con số 8. Số 8 này là một con Ryobi nha. Ryobi. Con này là của Japan này, made in Japan. Toàn thân là bằng nhôm. Con này khá là mới đẹp này nha, tem này, nắp này. Thay đổi trái phải, có kim loại, rất là sáng bóng đẹp nha. Con này khá là mới luôn này. Đó. Lăn sáng bóng, nắp này. Ryobi này. Bên trong này. Rất đẹp nha. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Máy quay nè. Rất là mượt nha, chốt chặn. Rồi. Thay đổi tay quay trái phải, toàn thân là bằng nhôm. Dòng này câu rất là khỏe nha, câu tre câu biển rồi nè. Con số 6 này có giá là 160k và là số gì là size là size 6.000 nha. Cước số 6 là 160m nè. Made in Japan. Con số 8 này có giá là 600k. Số 8 nha, 600k. Máy rất là mới đẹp nha. Tiếp theo là con số 9. Số 9 này là một con Ryobi này. Ryobi GX400. Toàn thân là bằng nhôm nha. Cối là cối carbon. Đó. Con này là của Japan luôn nha, made in Japan này. Màu rất là đẹp nha, máy cũng còn khá là mới này. Size máy nha. Thông số cước. Con này là size 8.000 nha. Cước số 7 là 200m này. Đó, nó có để này. Cước 7 200m. Cước 6 là 230. Size là tầm 8.000 này. Cối cũng khá là sâu. Cước cam này. Lăn là bằng sứ nha. Nắp Ryobi. Máy sóng này. Lưỡi gà tốt nha. Gà cước tốt này. Tay là tay gập nha. Tay gập là mình vặn, vặn lên này đó. Gập tay quay. Thẻ ra này. Máy quay này nha. Rất là mượt nha. Chốt chặn này. Ngoại hình này nha, máy rất là mới đẹp. Đó. Con số 9 này có giá là 600k luôn. 9 600k nha. Tiếp theo là số 10. Số 10 này là mình có một con Daiwa Regard S. Daiwa Regard S 2500IE nha. Size là size 3000 này. Cước 3 là 150m. Con này là của Daiwa Japan nha, made in Japan. Dòng này là có ABS luôn này. Máy rất là mới đẹp. Cối kim loại này nha. Đó, màu hình. Nó có trầy phần đế nha. Lăn vàng, cối kim loại vàng luôn. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Tay kim loại, tay là tay gập. Đó. Bên trong này có dây dây dù này chắc 1 chấm này nha. Khá là nhỏ đó. Câu rất là chắc. ABS này nha. Đó. Máy quay này. Rất là mượt nha. Đó, máy quay rất là mượt. Máy sóng này, lưỡi gà tốt nha. Con số 10 này có giá là 650k. 10, 650k. Thay đổi trái phải luôn. Tiếp theo là 11. 11 này là mình có một con Daiwa Regard X 3500IE nha. Con này là size 5000 này. Con này size lớn hơn 5000. Cước số 5 là 150m. Cối con này thì màu vàng vàng. Đó, lăn vàng luôn. Con này thì Daiwa của Thái Lan nha, made in Thái Lan. Toàn thân là bằng carbon, tay quay kim loại, có kim loại. Có ABS hết nha, đó, ABS. Máy quay này nha. Rất là mượt luôn. Đó. Ngõ hình của máy. Đó. Phần đế nó có trầy như thế này, trầy xước phần đế. Còn lại khá đẹp nha. Đó. Máy sóng này, lưỡi gà rất là tốt. Con số 11 này có giá là 670k.
11 670k. Tiếp theo là 12. 12 này thì mình có một con Utera nha, Shimano Utera XT này, 6.000. Có ABS luôn này, tay là tay gỗ nha. Đó, tay là kim loại, có kim loại. Con này là của Japan này nha, Utera XT Japan. Dòng này rất là khỏe, câu tre, câu biển, câu cá lớn luôn này. Lăn sáng bóng này nha. Máy sóng này, tiếng lười gà này, rất là hay nha. Gạt cước này, rất là tốt. Máy thì còn rất là đẹp nha, ngoại hình máy này. Con này độ mới tầm 90% này. Đó, máy rất là đẹp luôn. Đó. Tay là tay gập nha. Thay đổi tay quay trái phải. Có ABS. Size 6.000, câu tre, câu biển, câu cá lớn luôn này. Đó, quay rất là mượt nha. Con số 12 này có giá là 1.800.000. 12, 1.800.000. Tiếp theo là con 13. 13 này là mình có một con Shimano Biomaster, Biomaster XT này, 1.000. Size là size 1.500 nha, gần 2.000. Cước số 2 là 100m này, cước số 3 là 65m, cước 1.5 là 130m. Cước màu xanh, lăn sáng này, lăn vàng có kim loại. Con này là của Japan nha, Biomaster Japan. Tay đôi luôn này. Tay là tay gập đó. Con này là có ABS này, đó. Máy quay rất là mượt nha, đó, tay đôi rất là đẹp luôn này. Màu hình này nha. Máy cũng còn khá đẹp này. Đó. Máy quay này rất là mượt nha. Tay đôi. Xoay rất là đẹp đó. Cây số 13 nha, 13 này có giá là 1.200.000. 13, 1.200.000. Tay quay đôi. Tiếp theo là 14. 14 này thì mình có một con máy Alivio 2000 nha. Dòng này là Shimano này. Có kim loại khá là dày. Tay quay kim loại luôn nha. Con này thì của Shimano Malaysia. Đó. Size là size 2000 nha. Cước số 2 là 150m, cước 2.5 là 120m. Cước 3 là 100m. Con này thì còn rất là mới nha. Đó, ngoại hình này. Đó, khá là mới đẹp luôn. Đó, có kim loại, lăn sáng bóng này, gạt cước rất là tốt nha. Máy sóng này, lưỡi gà tốt. ABS luôn nha. Dòng này tải được, kéo được 7-8kg lần nha, rất là khỏe lắm. Máy dòng này nè, rất là chắc, khỏe nè, có ABS luôn. Quay rất là mượt. Số 14 này có giá là 700k. 14, 700k. Tiếp theo là con 15. 15 này thì mình có một con Tatis Enjoy. Có kim loại nha. Lăn sáng này. Con này thì không in tem nước nha. Tatis Enjoy. Tay là tay carbon. Tay carbon có kim loại. Thân carbon này. Size mấy? Size con này là size 2.500 nha. Gần 3.000 này. Cước số 3 là 120m, cước số 4 là 100m. Size gần 3.000. Lăn sáng bóng, gạt cước tốt này. Ngoại hình này, thay đổi trái phải, máy quay này nha, đó, rất là mượt luôn, chốt chặn này. Con số 15 này có giá là 160k. 15, 160k. Tiếp theo là con 16. 16 này là mình có một con Daiwa nha. Daiwa này, Daiwa. Daiwa C2000. Cước 2 là 150m, cước 3 là 100m này. Con này là của Made in China nha. Made in China. Dòng này rất là khỏe nha. Thân của nó là bằng hợp kim nha. Hợp kim cao cấp này. Con này là được xuất sang Nhật này, rất là khỏe luôn. C2000. Tay kim loại. Tay là tay gập. Đó. Tay Daiwa rất là đẹp nha. Con này là có ABS này nha. Dòng này quay rất là khỏe luôn. Mình cầm rất là chắc tay nha. Đó. Gà cước tốt nè. Máy sóng, lưỡi gà tốt nha. Có kim loại nè. Lăn vàng sáng luôn nè. Thay đổi tay quay trái phải. Bên trong nè. Cối nè, đó.
rất là đẹp nha. Máy sóng lưỡi gà tốt. Máy quay này FPS nha. Quay rất là mượt luôn này. Đó. Con 17 này cái giá là con 16 nha. 16 này cái giá là 400k. 16 400k. Tiếp theo là con 17. 17 này là mình có một con máy Ryobi nha. Ryobi. Con này là của Made in Japan, Made in Japan. Màu trắng sữa nha, rất là đẹp luôn. Con này giống như một con chim ưng này nha. Đó. SS700i hiệu Ryobi. Lăng sáng, tay là tay gập nha. Cối kim loại, cối được khoen mấy cái lỗ này rất là đẹp. Đó. Size là size size 1500-2000 nha. Cước số 2 là 100m nè. Cước 1.5 là 130m. Máy sóng lưỡi gà tốt, gà cước tốt nha. Máy này còn rất là đẹp nha. Con này thì độ mới tầm 90% lận. Đó. Thay đổi trái phải. Có FPS luôn nha. Đó, FPS này. Máy quay này nha, rất là mượt. Con này gắn cần rất là đẹp này, rất là nhỏ gọn. Con số 17 này cái giá là 620k. Made in Japan nha. 17 620k. Khá là đẹp này. Đó. Tiếp theo là con 18. 18 này thì mình có một con Daiwa nha. Daiwa Spotlight 1000 nha. Ratio là 4.9. Con này thì của Japan, Daiwa Japan. Có kim loại. Size con này là size 6000 nha. Cước số 6 là 150m, cước số 7 là 130m. Toàn thân là kim loại, tay quay là kim loại gập này. Đó. Lăn sáng bóng. Máy còn rất là đẹp nha. Đó, đồ mới này. Con này cũng khá là mới đẹp này. Máy quay này nha. Rất là mượt nha. Chốt chặn. Mấy cái dòng này là câu tre, câu biển, câu ca lớn luôn nè. Máy sóng này nha. Lưỡi gà rất là tốt. Thay đổi trái phải nha. Rồi. Con số 18 này cả giá là 850k. 18 850k nha. Tiếp theo là con 19. 19 thì mình có một con máy Olympic nha. Olympic này. Dòng máy cổ. Model 200. Con này là Olympic của Japan nha. Máy là máy tay phải nha. Quay như thế này nha. Câu biển nữa nè. Câu biển, câu bè, câu tàu nữa. Quay rất là mượt nha. À, có chốt chặn luôn nè. Đó, ngũ hành máy. Bằng kim loại nha, đó. Con số 19 này cả giá là 200k. 19 200k. Tiếp theo là con 20. 20 là một con máy đĩa này. Đó. Máy quay này, chốt chặn nha. Toàn thân con này là bằng carbon này. Con này là của tên của nó là gì nè, hiệu Fuji. Đó. Như thế này nha. Có dây dù này, chốt chặn này, quay rất là mượt nha. Đó. Con số 20 này có giá là 150k. 20 150k. Tiếp theo là con 21. 21 này là một con máy đứng. Con này là con GS30 nha. Con này là của China này, Made in China. Size là size 2000. Lăng sáng, gà cước tốt. Máy sóng này, lưỡi gà tốt nha. Tay quay là thay đổi trái phải, màu vàng. Máy quay này rất là mượt nha. Chốt chặn. Này câu tôm, câu mực, câu cá nhỏ 2-3kg đổ lại thôi nha. Đó. Máy quay rất là mượt. Con số 21 này có giá là 80k. 21 80k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là nhắn tin qua Zalo của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.